Xin gửi lời thân thương đến cô chú anh chị, chào một buổi chiều thật là ngon miệng. Dạ, xin kính chào. Sau đây Tam Ca Thư Thiện Nguyện xin trình bày nhạc phẩm Bà Mẹ Quê. Dạ, xin kính mời cô chú anh chị cùng thưởng thức. Cảm ơn chị. Mùa đông anh chịu thân gầy.